Vâng, xin chào cả nhà, chào tất cả mọi người. Cũng đã lâu lắm rồi, hôm nay em mới làm cái video. Thưa với các bác, các anh, các bạn cũng đã ủng hộ em trong cái thời gian qua, mấy năm vừa qua. Tức là đến hôm nay em làm lại đoạn video này thì gửi gắm đến với mọi người. Thời gian vừa qua thì em ít làm, ít đăng tải nên điều kiện sức khỏe mắt mũi nó yếu. Nay thì cũng đã thời gian vừa qua thì cũng đi chữa chạy, này cũng đã tạm ổn, tuy là cũng chưa làm được mấy nhưng mà cũng những cái công việc ở trong nhà thôi thì cũng nát nhát thì làm dần. Kiêng cái khói nhựa thông thì em mới chuyên sửa chữa tivi âm ly và bọc phủ tất cả các loại gân màng loa, thay côn thay gân, gióng dựng các loại loa, sửa chữa tivi. Ở khu vực Hà Nội các bác các anh ai những người có tivi thì điện cho em thì em đến em kiểm tra thì thay tháo gì thì nhẹ thì em làm tại nhà, mà nó cần phải mang về thì em mang về em làm xong em mang đi em lắp đặt đến nơi đến chốn. Loa đài hỏng gân hỏng màng thay côn, kể cả là đóng thùng, các bác có những cái loa Nhật các bác đóng thùng thùng nó yếu hỏng các bác điện cho em sẽ có cơ sở, em không đóng được nhưng mà em có cái cơ sở để chuyên đóng thùng mới, tất nhiên là nó cũng đạt được hình thức thì nó tương đối đạt 95%, còn về chất lượng thì chắc là thùng đóng mới thì cũng không được cái thùng xịn của Nhật nhưng mà nó cũng đạt 90%. Còn sau đây thì cũng gửi gắm đến với mọi người như vậy, trong thời gian qua thì phục vụ các bác các anh cũng chả được đến nơi đến chốn, có cái nào thì cũng thông cảm về điều kiện sức khỏe của em. Này thì cũng đã gọi là nát nhát làm manh quanh thôi, chưa gì lắm nhưng mà cũng phải cố gắng. Em làm cái video này gửi gắm đến với mọi người là em giới thiệu một chiếc Niwa 1000W. Và nó còn tương đối là zin đẹp. Tương đối là zin, máy thì còn zin nguyên, củ rồi bo biết còn zin nguyên. Nên có cái đồng hồ này là em mua được là nó báo sai em chỉnh lại cái đồng hồ. Vẫn là đồng hồ của nó, đồng hồ zin của nó nhưng mà em chỉnh lại cái đồng hồ. Ở đây em quay qua cái ruột và cũng trình bày đến các mọi người là bởi vì cái Niwa là động cơ là thế này, em quay lên đây. Các bác chơi các cái đồ Nhật hoặc cắm nồi cơm điện hoặc máy giặt Nhật, máy giặt bãi chạy điện 100V hoặc là chắc cái đồ dàn âm thanh của Nhật. Cái dàn âm thanh của Nhật thì là các bác dùng một cái này thì là giá thành rất là rẻ. Em nói luôn ngay đầu video luôn là em bán là 600 không bao ship các bác nhé. 600.000, máy nó còn zin nguyên, vì các bác đi mua một cái cục Niwa 550 600 thì nó được 500W. Tròn tròn đấy, cái cục tròn tròn đấy nhưng mà chơi thì nó sẽ không ổn định đâu bằng cái này. Bởi vì cái này thì điện cao là nó sẽ kéo xuống mà điện thấp thì nó tăng lên. Để em quay qua cái ruột để gửi gắm đến với mọi người. Đây bo của nó đây, bo nó còn nguyên zin này. Đây em cho nó sáng tí để các mọi người nhìn. Bo còn nguyên zin, bo của nó củ còn nguyên zin, củ tất cả từ cái motor dây thít. Em cho tí cái dầu mỡ vào cái bánh răng để cho nó trơn tru. Em quét dọn lại cái bụi với hai cái đồng hồ nó báo sai này, em thay hai điện trở này. Ở cái đồng hồ các bác nhé, đây là ở cái mặt đồng hồ này. Nó báo sai em thay hai con điện trở đấy để cho nó báo đúng lại. Đấy, đầy đủ nó là thế, còn tất cả công tắc cầu chì automat này nọ kia là nó còn nguyên của nó, tất cả còn nguyên zin không có chấm chọc cái gì. Em có dọn quét qua cái bụi. Đấy đằng sau em chưa nào mới nào được cái đằng trước. Vâng, cái vỏ xanh xanh ở đấy đằng trước của nó thì tương đối là đẹp. Đằng tương đối là đẹp, cái mặt trước nó tương đối là đẹp, còn cái vỏ xanh xanh của nó thì đây cái này em chưa nào. Vỏ của nó đây quay sách quay xung của nó còn nguyên đây nhưng mà cái này thì em chưa nào, tí để em mới nào lại cái bụi của nó. Ngồi rỗi ở nhà cho nên là cũng làm lau dọn này, làm đoạn video này gửi gắm đến với mọi người. Máy móc còn đẹp nguyên nhé, 1000 mọi người nhé. Cái này các bác chơi đồ Nhật hoặc là nồi cơm Nhật hoặc là máy giặt Nhật, điện 100V quá cực kỳ luôn. Đây nó có ngỏ 110 đấy, và 100V và 220. Đây là cái cầu chì ở đây này, công tắc tắt mở của nó đấy, máy còn chạy ngon lành. Đây này em test thử cho các bác xem. Theo này em cắm điện 220 này. Cái đồng hồ báo lên là 220 này, em cắm điện này. Đấy. Máy quét điện còn em cắm xuống lỗ 100V này. Đây này em cắm xuống 100V này. Là nó quét lên này, nó kéo lên này. Đấy.
tức là đầy nó kéo lên cũng đủ 220 luôn mọi người nhá, nó kéo lên đủ 220 luôn. Đây em đấy, xong rồi khi mất nút điện nó lại giả vậy. Đây em cắm vào lỗ 100V này các bác nhá, tức là cắm cái nguồn của ví dụ như là điện lưới mình yếu có 100V đấy ạ, thì là ví dụ vậy nó yếu xuống là đây em cắm 100V nó quét lên đến tận trên đây. Đấy, đây nó kéo đủ 220 luôn. Còn khi mà ngắt đi là nó lại trở về vị trí. Đấy, và đấy thế. Còn đây này em cắm ổ 220 này. Thì là nó sẽ điều động cái điện của nó là như thế nào. Đấy, thì rút ra là cắm vào là nó quét lên đủ 220 cũng 220 luôn. Vâng, cái này dùng rất là hay. Nó tiện lợi cái là thế này này. Theo như cá nhân em không phải là bày bán mà em nói đâu, nhưng mà các bác mua một cái cục liu hoa tròn tròn đấy, 500-600 nghìn đấy, dùng không thể bằng cái này được, bởi vì nó là cái liu hoa, nó ổn áp điện được cho các bác dùng cái đồ Nhật đấy, cũng nói đầy đủ là như thế. Máy còn nguyên zin từ cái bánh răng motor, tất cả dây điện thít thun còn nguyên, không có em không thay tháo. Đấy, có hai con điện trở của cái đồng hồ đấy, em thay này, em có nó cũng nói luôn có nào trình bày rõ ràng như vậy. Em bán 600 nghìn tại nhà các bác nhé, không bao ship. Các bác, các anh ở gần ở xa, ai có nhu cầu dùng đến nó thì liên lạc về cho em qua số điện thoại 0982897746 và 0982897746. Em ở Hà Đông, Hà Nội. Và em ở phường Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội. Và các bác, các anh, ai là những người có nhu cầu dùng đến nó thì liên lạc về cho em xin chân thành cảm ơn. Và cũng như câu nói đầu, em xin kính chúc các bác, các anh sức khỏe. Thời gian vừa qua thì em cũng có làm ít video đi, bởi vì cũng nói thật là em không làm được, mắt mũi em nó yếu. Thời gian vừa qua thì em mới sửa chữa thì cũng bây giờ cũng vẫn phải kiêng, cũng chưa sô bồ được, nói chung trong mọi hình thức, tức là vẫn phải uống thuốc. Nên là em có cái gì thì em đăng tải lên đây, mong các bác, các anh ủng hộ em một like. Hay các bác, các anh có dùng đến cái đồ gì em hay có những cái đồ lặt vặt đăng tải bán, em chuyên sửa tivi âm ly, karaoke và bọc phủ tất cả các ngoại gân màng loa. Thì các bác, các anh, ai là những người có nhu cầu sửa chữa gì thì liên lạc cho em qua số điện thoại 0982897746. Em có ship hàng các bác nhé, nhưng con này là ai có ai khu vực Hà Nội thì các bác, các anh đến nhà mà lấy. Còn các bác, các anh ở xa, ai dùng đến nó thì điện cho em gửi hàng nơi đến chốn, gửi ô tô cũng được, gửi bưu. Cái này giá gửi bằng ô tô được là tốt nhất, bởi vì là gửi bằng bưu điện thì người ta, còn nói chung là âm ly hay là ấy đồ đoàn em vẫn gửi bưu điện nhiều. Vâng, xin cảm ơn mọi người, cảm ơn các bác, các anh, các bạn đã xem video của em. Em chào mọi người.